Kính thưa quý vị, phụ huynh ở Dallas không cho con đi học vì sợ nhiễm Ebola. Tin từ Dallas, hiện nay các bậc phụ huynh ở Dallas, Texas đã bắt đầu cấm con đến trường vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm Ebola, theo sau một tuyên bố của Thống đốc Rick Perry về khả năng một số trẻ em ở tuổi đi học đã tiếp xúc với một người đàn ông, người được chẩn đoán là bệnh nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Trường cấp 2 Tasby là một trong số 4 ngôi trường ở khu học chánh dân lập Dallas, nơi mà 5 học sinh từng tiếp xúc với bệnh nhân nói trên hiện đang theo học. Theo các quan chức Texas cho biết, đã có đến 18 người, trong đó bao gồm 5 trẻ em, đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola sau khi ông này bay đến Hoa Kỳ từ Liberia vào cuối hồi tháng 9. Những đứa trẻ nói trên đã đến trường vào hồi tuần này và sau đó được cho nghỉ học để theo dõi các triệu chứng phát bệnh. Trong một cuộc họp báo được tổ chức chỉ một ngày sau vụ phát hiện Ebola ở Dallas, Thống đốc Perry đã cho biết là ông tin tưởng virus Ebola sẽ được khống chế hoàn toàn. Theo một quan chức y tế ở Texas cho biết, khả năng bùng phát của Ebola trong tiểu bang là sẽ rất nhỏ. Vụ việc ở Dallas đã làm dấy lên một mối lo ngại quốc gia về nguy hiểm lan rộng của Ebola. Loại virus nguy hiểm đã khiến cho ít nhất là 3.338 người bị thiệt mạng ở Tây Phi. Theo các quan chức y tế của Hoa Kỳ cho biết, hệ thống y tế trong nước hiện đã chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát bất kỳ một sự bùng phát nào của Ebola thông qua việc theo dõi cẩn thận những người từng tiếp xúc với người bệnh và chăm sóc thích hợp cho những người phải nhập viện.